Nếu mà anh chị đang tìm một lô đất thổ cư để đầu tư mà trong khi tài chính mình chỉ có vài trăm triệu thôi, thì lô đất mà em trực đang đứng đây nó sẽ đáp ứng đủ yêu cầu cho cái nhà. Thứ nhất là giá rẻ, chỉ hơn 1 triệu đồng một mét vuông thôi. Thứ hai là pháp lý đầy đủ, không bị quy hoạch. Thứ ba là đường bê tông rộng, ô tô mình đi được nha. Và bây giờ em trực sẽ đi vào chi tiết lô đất. Và gần cuối video em trực sẽ đo cái khoảng cách trên Google Maps để cho cả nhà mình tham khảo. Là từ lô đất này đi ra trung tâm của nó là bao xa và đi về thành phố Nha Trang là bao nhiêu cây số nha. Đây là cái con đường đi vào lô đất nha cả nhà. Con đường này hiện trạng rộng của nó là 4,5 m, ô tô mình đi được nha. Và đây chính là hình ảnh thực tế của lô đất. Sát bên ngôi nhà dân này nè, tại vì nhà dân này là họ cắt ra bán. Em trực sẽ đi quay một vòng cho cả nhà mình tham khảo này. Lô đất thì ở phía trước nó khá là bằng phẳng, tại vì ở phía sau nó có dư một phần đất mà cũng là giáp suối nữa, nên nó hơi triền, ở phía sau nó hơi triền một xíu. Thì lát em trực sẽ đi vào cho cả nhà mình tham khảo nha. Thì trước tiên cái vị trí của lô đất này là thuộc thôn A Xây, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thì hai lô đất mình có diện tích là lô đầu tiên thì cái ranh giới này cả nhà. Ranh giới là từ cái trụ điện này mình đi ngang qua là 10 m. Là lô 396 m. Tiếp theo là mình sẽ đi tới là lô 346 m ngang 8. Thì lô 396 m này có 120 m đất thổ cư. Và lô bên cạnh là có 80 m đất thổ cư. Dài khoảng chừng là gần 40 mét. Đây, em trực sẽ đi vào phía bên trong lô đất này để cho cả nhà mình tham khảo ở phía bên trong luôn. Tại vì cái flycam của em trực là nó bị hư rồi, chưa có thể bay được. Nên cả nhà mình thông cảm đi. Đây là phía bên trong. Đây, nhà dân em bé này chơi đây. Đa số thì người ở đây á, thì là người bản xứ ở đây, là người anh em, ngồi người đồng bào ở cả nhà. Đây, em sẽ đi ra phía sau cả nhà mình xem nha. Rồi, phía sau thì nó hơi chuyển đổi một xíu. Đây, ở gần dép sau đất có bưởi này cả nhà, bưởi này. Vì là đất dân nên nó không được đẹp như đất phân lô đâu. Phân lô thì họ phải làm lại cái mặt bằng. Đây là ở phía sau cả nhà. Ranh giới là tới phía sau. Và ở phía sau đây có cái con suối này, con suối nhỏ thôi. Cái con suối nhỏ này. Đa số là cái vườn bưởi ở phía sau này nè. Nếu mà mình mua thì mình có thể giờ lên phía trước mình trồng, hoặc là mình đem về nhà của mình để mình trồng cũng được. Còn đây là khu vực dân cư sát ngôi nhà mình. Nhà này cũng đang xây. Người đồng bào ở đây cũng khá là hiền hòa. Dạ chào cô. Ở đây thì điện nước đầy đủ nha cả nhà. Nếu mà mình mua hai lô luôn á thì mình có thể xây biệt thự được ở đây, xây một căn biệt thự nghỉ dưỡng tại khu vực này, tại vì điện nước có, khu vực dân cư xung quanh và dân cư đây nó cũng yên ắng, không ồn ào giống như thành phố mình, và đặc biệt là không khí ở đây nó sẽ phù hợp với những anh chị mà thích nghỉ dưỡng hoặc làm nhà vườn tại vị trí này. Ở với xe kia có cái ngọn núi kìa. Ở đây là buổi sáng sớm khoảng tầm 4-5 giờ, nó rất là mát, mát lạnh luôn cả nhà, giống như ở Đà Lạt vậy á. Về cái hướng này thì chúng ta sẽ đi ra được là đường tỉnh lộ 8B nha cả nhà. Đây, bây giờ em trực sẽ bấm vào cái vị trí lô đất cái nhà. Đây lô đất mà em trực đang đứng đây. Bây giờ em trực sẽ đo ra cái con đường tỉnh lộ 8B này, những
Trước tiên mình cùng xem que cái vị trí này. Đây, khu vực dân cư cũng khá là đông cái nhà. Bây giờ em trực sẽ đo ra đường tỉnh lộ 8B này. Đúng vào. À, là 800 m là con số chính xác nhất. Còn nếu mà chúng ta đi về tới cái ủy ban của xã Khánh Trung này, bấm vào. Đâu không phải đâu. Đây. Là 2,8 cây số. Còn mình đo về tới ủy ban của xã Khánh Nam này, vị trí của lô đất này là 1,6 cây số. Còn đi mình bấm về tới là trung tâm của huyện Khánh Vĩnh, bấm tới chợ luôn đi, là 4,7 cây số, khá gần cái gì, có 10 phút à. Còn bây giờ chúng ta sẽ đo về cái thành phố Nha Trang mình này, thì đi từ đường quốc lộ 27 này mình đi tới đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, ngay tại vị trí này đi, là 36 cây số, khoảng chừng là 47 48 phút gì đó. Em nói cũng gần chính xác. Về giá bán cho cái hai lô đất này á, lô B 196 m là 450 triệu, tương đương khoảng là 1,1 triệu mỗi m². Và lô còn lại là 380 triệu. Thì đâu đó khoảng chừng là hơn 1 triệu thôi nha, 1 triệu 080 mấy ngàn thôi. Giá khá là mềm. Hết phải hả? Về tới đây em Trực cũng xin phép dừng video tại đây. Cả nhà mình sau khi xem hết video này á, em thấy nó phù hợp với tài chính của mình thì liên hệ em Trực. Em sẽ gửi thông tin toàn bộ qua Zalo cho các nhà mình tham khảo nha. Số điện thoại em sẽ để bên góc phải màn hình. Hẹn gặp lại các nhà ở một video tiếp theo.